À, cũng niệm Phật, cũng niệm Phật đi. Niệm Phật thì nó cũng nói chung ra nó cũng sợ, nhưng mà con biết không, sợ gì, sợ cũng bàn cảnh nó phải chịu rồi, giờ cũng phải phú cho trời rồi, biết sao giờ, thì giờ chết thì chết, sống thì sống, trên sao giờ bệnh hoài à. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị quay trở lại clip video clip tiếp theo của Bùi Hồ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để tìm về hoàn cảnh của một cô thì hai mắt thì không còn thấy đường nữa, được nữa, bị mù rồi. Và hiện bây giờ thì cô sống ở trong một cái căn nhà thiết, xung quanh đó thì rất là nhiều những cái ngôi mộ. Và đây hôm nay có một cái anh này, anh sẽ dắt cho Bùi Hồ cùng với bạn Văn Phán TV và Thích Lang Thang để tìm đến hoàn cảnh của cô. Cô năm con năm à cô năm đó sống có mình ha anh, vậy hả? Rồi sống mình vậy lâu chưa anh? Dạ. Ôi, ôi, cô sống ở trước cửa là cái ngôi mộ của ông bà. Dạ cô bác anh chị thì cô năm con thì hiện nay đã lớn tuổi rồi và cô đang sống ở cái ngôi nhà đằng đó, và xung quanh đây là những cái ngôi mộ của những người đã khuất, cô những ông bà đã khuất. Và hôm nay đến đây vào buổi chiều thì cái không khí mà vào 4 giờ chiều như thế này, cảm giác nó cũng vô cùng lạnh lẽo, khi mà có một mình cô ở đây. Và đây là cái ngôi nhà nơi mà cô hàng ngày sinh hoạt một mình như thế này, với tuổi cao sức yếu. Thì để biết thêm được cái hoàn cảnh của cô thì xin mời cô bác anh chị cùng theo chân của Bùi Hồ cũng như Thích Lang Thang và Văn Phán TV sẽ tìm đến hoàn cảnh của cô. Dạ con chào Năm. Hôm nay tụi con đến đây có dịp nghe bạn giới thiệu á, thì con cùng với Thích Lang Thang với lại bạn Văn Phán TV có tìm đến đây đến cái hoàn cảnh của Năm. Năm ơi, mình sống như thế này lâu chưa Năm? 4 năm rồi. Mình đang sống với ai vậy Năm? Năm sống với một mình nè. Dạ, tại sao Năm lại sống ở đây mà không có người thân gì hay sao? Tại vì Năm có người con nhưng mà vợ nó chết á, thành ra nó cũng đi mần ăn, nó nuôi con nó hai đứa. Rồi 3-4 tháng gì đó nó về thăm cô, thăm Năm lần vậy đó. Nó cũng đi mần ở Bình Dương á. Rồi Năm hiện giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Năm 63 rồi. Cái đôi mắt của Năm á là bị khiếm thị lâu chưa Năm? Năm nay nữa là để coi, lúc đó Năm 18. 18 năm nay 63, 45 năm rồi. Lúc có bầu nhỏ con 2 tháng rưỡi tới giờ đấy, nhỏ con 45 tuổi. Dạ. Năm có thể cho con tụi con biết là sao mà mình lại bị khiếm thị hay Năm? Ngày chắc con tuổi đi, ba má con biết, tuổi con chắc không biết đâu, mấy cái người mà lên mùa đó con, lên mùa mà rổ mặt ra con biết không? Dạ đổ mùa. Cái mặt lỗ gì nè. Biết không? Dạ. Ủa? Nhưng mà nó không có lên cái mặt Năm mà nó lên con mắt. Ngầu không? Dạ, dạ. Da Năm bị mù, còn ta lên cái mặt ta rỗ trơn à. Miệng nó xuống tay chứ còn là tay sụi, mà nó xuống giò sụi. Ai ơi. Ngày xưa nó vậy đó. Hồi xưa chứ là đợi bây giờ không có đâu. Ngộ. Bởi vì cái bệnh này con cũng chưa nghe. Rồi lúc đó sau khi đó là lên mắt thì nó Năm không thấy đường được nữa. Hả? Không thấy. Lúc đó là Năm còn con gái hả Năm? Lúc đó có chồng được 2 năm mà có bầu nhỏ con 2 tháng rưỡi rồi. Hiện nay chồng Năm ở đâu? Năm có thằng đó được 4 tuổi rồi, ổng rồi có vợ nhỏ, Năm không cho ổng dắt vợ nhỏ đi bỏ xứ tới giờ. Dắt hết. Là sau khi mắt Năm bị mù là Năm có chồng Năm 16 tuổi. Ừ. 2 năm sau là phát bệnh ra, bị đôi mắt mình không thấy đường nữa. Ừ. Là chồng bỏ đi. 23 tuổi, ổng rồi có vợ nhỏ. Cách đây có hai cái nhà này. Cách đây có hai nhà. Dạ, vậy còn ông Năm đó. Còn biết Năm ở đây mình không? Biết. Mà ổng đâu có dám. Mấy đứa ông về bên vợ ông chơi đó, mấy đứa kêu vô đây thăm Năm ông không dám. Sợ Năm la.
Năm ơi, dạ. Ông đối xử tệ bạc quá. Năm ơi, cái cơ thể năm là nó lớn giống vậy là ngày xưa giờ hay là tại năm bị bệnh trong người? Năm hồi đó năm có năm mấy ký à. Thì năm bị khớp này nè, với khớp này nè. Thì năm đi thành phố Hồ Chí Minh chạy để dược đi học á. Chị nó đưa thuốc uống cách sao mà 2 tháng nó phì lên rồi. Mà nó hết bệnh nha, nhưng mà nó vậy đó. Vậy hiện tại giờ năm khoảng bao nhiêu ký rồi năm? 2-5 cân một năm nay đó nghe, còn bây giờ chưa nghe. 5 cân một năm nay là năm 94 ký. 94 ký. Cái việc mập vậy nó đi đứng nó khó khăn dữ không năm? Mệt lắm ơi. Ngầu xuống đất đứng vậy phải chịu cái tay gì nè, đứng mới được. Còn đứng không là bật gọng nè, té nè, cái tay nè, có tật luôn nè, thấy không? Nè, té còn đi bây giờ bẻ đó. Vì năm hay bây giờ bẻ lắm. Gội đầu nè, nó thấy chưa, té nè. Đó. Ừ, người ta thì người ta sáng mắt thì người ta đi đó đi đây đi thầy người ta trị, còn không thấy đường có đi đâu được đâu, giờ thì tật luôn nè. Năm ơi, cho con, tụi con hỏi như thế này nè Năm. Là bình thường Năm sống ở đây có một mình, tụi con đến đây cũng vào buổi chiều đó. Cái không khí ở đây nó hơi lạnh lẽo. Năm thì ở đây buồn, Năm thấy sao? Buồn lắm. Thì Năm nói cho nghe thì hoàn cảnh của Năm thì nó thế này. Nó vậy đó, rồi bây giờ bởi vì đất đai ngày xưa cũng có nha con, nhưng mà ba bán hết rồi. Ra giờ ở đây cũng đất nhà nè, chứ nhưng mà đắp nền lên gì đó. Nhưng mà cũng biết không thì bây giờ cũng niệm trời niệm Phật, giá trời với Phật chứ ở đây chứ. Mà mới thì Năm ngay đi, nó cũng nhát, nó quậy dữ lắm. Rồi để ba cái đó đó, mình ngủ sữa gì. Mấy cái đó đó, ghế đồ theo đó, chỗ trà đồ để đó. Dạ, xương gồng. Mỗi xương gồng với chỗ trà đó con, với bộ trong tầm ăn rồi đó. Dạ. Êm chứ hồi mới khó ngủ luôn rồi. Con nát đi ra còn hơi ớn con người. Nhắc mẹ. Nhưng mà con biết không, trời nắng còn đỡ nha. Bên này nhóc nhen kêu mình trên đường kêu trời ơi chết được. Nhưng mà cái hoàn cảnh rồi phải vậy rồi con. Chứ giờ mình tiền bạc đâu mà mua cái nền nhà ở ngoài. Nếu mà mua nền nhà ở ngoài cũng đôi 30 triệu. Thì cuộc sống hàng ngày con biết không, nhờ lãnh gì đó con, bên tàn tật đó. Một lần phát được 540. Rồi hình như hồi tháng 7 rồi tới giờ anh lên được 940 ngàn. Thì Năm sống với cô bác đây, người này người ta cho gạo, người kia cho gạo vậy đó. Rồi sống. Vậy Năm ở đây lúc mà Năm cất nhà ở đây là nền này là không phải của Năm? Phải. Của Năm, đất của Năm hồi nào tới giờ ở đây nè. Ở đây. Ừ, nhưng mà trước đây thì nè, thì Năm sống rồi trước, nhưng mà tại sao Năm lại giờ ra ngoài này? Ông già bán. Bán đất trước rồi. Ừ, ông già đất nhiều lắm, ông già bán trơn. Cái nền này là cái nền mẹ đắp đặng mà cũng như có ai con cháu gì chết đặng chôn đó, ngày xưa nước biêu đó. Dạ. Chứ không phải bao đê như bây giờ. Nước biêu rồi chết hết mà nước xong chôn được. Bà đắp cái nền này lên nhờ vậy Năm mới có chỗ ở, chứ không phải là chắc ở Dương Lão rồi. Vậy Năm ở đây khoảng 3-4 năm. 18 tháng 3 tới thì là 4 năm á. 4 năm. Bữa nay là gầm tháng Giêng nè. 2 tháng nữa là 4 năm á. Vậy Năm gặp có khi mà Năm nói nhát có giống như là mình ra đây mình làm phiền những người đã khuất, giống như mình ở gần ở đây rồi nhát Năm có gặp những cái chuyện gì mà Năm có thể thì em mới thấy, nhưng mà ngủ là bên nền cũng như con đi ra mà con vậy đó, dỗ cái giường đó. Ừ, rồi cái gì nhà rồi đi tới đi lui như là con mang đôi giày mà con đi hoài vậy đó trên nóc nhà. Ừ, con nghe con nói cục ơi, dỗ gà luôn nè. Sống nội có. Bình Phan. Dạ. Không nghe được rồi Năm. Là Năm nè. Dạ được rồi Năm. Dạ Năm rồi. Năm ngồi đi. Năm biết luôn à, Năm biết đứng luôn hả? Dạ ơi, Năm còn thấy mờ mờ. Ủa thấy mờ mờ. Thấy cái bóng đen gì đó con, chứ không thấy cái mặt con nha. Cái này kêu bằng Năm, cái này con kêu bằng lên trái. Lên trái là kêu bằng cái nọc ban hồi xưa đó, hồi xưa nó dở lắm chứ phải đời bây giờ con biết không? Nếu bệnh lên đó là ta mất con mắt ta bỏ. Thì Năm còn thấy con. Ngặt cái này hồi xưa đâu có dụng mình mà đổi mắt với móc mắt như bây giờ. Dạ. Phải hồi xưa Năm đó Năm Mỹ có con này nè. Sao nữa nó mới lây qua con bên này. Rồi Năm khi gặp những cái trường hợp giống như Năm nói là bị nhát á. Rồi Năm làm sao? Niệm Phật. Niệm Phật ha.
niệm Phật rồi cái trường phán tiếng mùa sao trời. Lúc đó thì cái cảm giác có năm sao năm sờ dữ không? Sợ à, cũng niệm Phật, cũng niệm Phật đi. Niệm Phật thì nó cũng nói chung là sợ. Nhưng mà con biết không, sợ gì sợ cũng bàn cảnh nó phải chịu rồi. Giờ cũng phải phu phú cho trời rồi biết sao giờ. Thì giờ chết thì chết, sống thì sống, trên sao giờ bệnh hoài à. Không có mạnh không, bên này bên kia thay đổi, bên này bên kia hoài vậy đó. Trời ơi, mũi gì mà ở đây con biết không, bên năm mới cuốn một thịnh lạc trong mùng tối ngày nó cắn chịu đời không nổi. Vậy là hiện nay năm chỉ sống bằng tiền trợ cấp thôi. Ừ, trợ cấp với ở xóm này con như cái người lạ lạ ta, như người ta đi đám ăn tuần rồi đó, cái người ta xin gạo cho năm á. Yeah. Rồi có người ta cho gạo, cái con người ta cũng cho được 100 ngàn. Rồi có khi có người ta cho cũng nước tương, nước mắm đồ ăn gì đó thì sống cũng được. Nhưng mà bệnh thì thí dụ bệnh nặng quá thì mệt à. Dạ. Năm ơi, khi mà gần chiều á, cái cảm giác gần chiều mà khi mà mặt trời sập trời xuống đó thì buồn. Năm buồn. Trong lòng năm sao? Buồn. Buồn lắm hả năm? Ừ. Vui khi là nắng nôi đó không? Ban ngày đó cô bác chị em thì cũng tới lui chơi. Còn cái mà mưa đó, nhất là mưa dầm đó, thua. Dạ. Mưa dầm nằm khóc hoài à. Ảnh hưởng kêu nhiều nữa hả năm? Ừ. Nè con thấy ba bên nó phía hầm hố không nè. Dạ. Mưa rảnh không nè. Ở đây nó mới lên liếp nó trồng xài chứ hởm. Trời ơi con lại con thấy kìa. Bụi tre, gùi chuối, rồi bạch đằng, gáo gì ta xá lả chân đất lâm mà con biết mà. Rồi nó mới kêu sáng móc lên, bây giờ nó trồng xài bên đây nè chứ hởm con lại hả. Không có thấy nhà năm đâu, nó bích hết trơn à. Bây giờ vậy nó cũng đỡ đó. Bây giờ đây theo dòm thấy ra mày đường luôn á, chứ mà lần đâu có. Đúng rồi. Bụi tre nhiều lắm. Nhưng mà để di chuyển vô nhà năm là cũng khó, phải biết đường đi mới được, không biết đường là họ đi không được. Lội qua mấy cái mương như ấy mà. Năm bây giờ năm đi á hả? Mày ngồi năm ở đây 4 năm đi chợ được 2 lần, 3 lần. Vậy là tối ngày năm ở nhà thôi. Ờ, cũng như cần công chuyện cần dữ lắm mà mượn người ta mua, ta không biết cái đó thì buộc lòng năm phải đi. Đi mà cũng chặt cả vấn đề mượn người ta dắt qua cái mương đó đó không? Rồi đi rồi về cái mượn người ta đưa qua cái mương. Rồi ăn uống sao năm? Cái đó nào làm được? Trừ... nấu nướng cái đồ có khó khăn với năm không đâu? Dễ không? Có cái này là khó nghe, có chiên nghe. Thì mượn, thí dụ thèm mượn ta chiên giùm, còn ngoài ra cái gì cũng biết làm hết trơn á. Ồ, vậy là năm cũng... ừ. Rồi. Năm làm bằng điện á, con kim điện làm nấu á. Năm ơi, năm nói là năm của con của năm làm ở Bình Dương. Ừ. Rồi sao nay sao mà năm không đi theo con của mình? Đi nó ăn chay. Nó làm, nó nuôi con, nó vợ, nó chết cũng năm nay cũng mười mấy năm rồi. Nó mặn nó nuôi con, nó đâu theo được, nó muốn trọ đó con. Dạ. Ở khó khăn lắm. Ở đây gì nè, 3-4 tháng, 5-6 tháng gì đó, về lần. Ừ. Cho tiền. Ở hoàn cảnh năm khó khăn nha. Có chồng thì bỏ năm bỏ đi. Nói thì cái con nếu mà người ta mộng non suy nghĩ nè là tự dặn lâu dữ lắm rồi. Con biết hồi đó gì năm mới bị mù nè là tự dặn 5-6 lần mà cứu được á. Gia đình theo giữ đó. Mới uống thuốc là xong rồi cái đầu biết đó, đi phát hiện đó. Đi trị chứ, năm tự dặn mấy lần là buồn. Cũng như con thấy, con suy nghĩ đi, bây giờ tự nhiên con đang thấy nè. Dạ. Con lấy tay bụng mắt gì nè. Dạ. Trời trời, con đi đụng bên này, đụng bên kia, trời người mù đi con biết mà. Dạ. Quen rồi, nó mới cái quen cái đường đi. Còn lạ con biết đi, con biết sẵn rồi. Bá bên này, bá bên kia. Nó khổ lắm mà lúc đó còn nhỏ tuổi nữa, thôi hết biết luôn. Rồi sống thì con biết không, biết rồi nó cũng quen. Bây giờ, thí dụ như chỗ nào ồn ào đấy, biết chỗ đông đông người. Dạ. Hiện bây giờ quen đó, năm nó quen với lại sống ở trong cái ngôi nhà này chưa? Quen rồi đó, điện đùng đồ ghim sao là ghi thành trơn rồi đó. Dạ. Năm ơi, hôm nay con đến đây con đến như biết năm. À. Trước tiên là con hỏi thăm cái sức khỏe tình hình của năm. À. Rồi tụi con có một chút ít thôi. Gửi cho năm. Quá lòng nhiều con ơi. Dạ, rồi quý chúc năm luôn có một cái sức khỏe tốt. À. Và tinh thần ổn định, sống vui vẻ ha năm. Và dạ thì số điện thoại của năm là số mấy ha năm? Dạ cô bác anh chị, đây là số điện thoại của cô Năm Con ở Nhân Mỹ.
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là 0345585153 là số điện thoại của cô Năm. Cô bác anh chị sẽ có giúp đỡ thì liên hệ đến số điện thoại này hoặc là liên hệ qua số điện thoại Bùi Hồ để ở phần mô tả. Dạ, xin cảm ơn cô bác anh chị nhiều.